Việt Hương, hôn nhân của tôi từng bị lung lay. Việt Hương nói tình cảm giữa chị và chồng nhạc sĩ Hoài Phương bị lung lay lúc chị ở suốt trong nước còn chồng ở Mỹ. Nghệ sĩ kèn saxophone Hoài Phương ra mắt Hoài Phương In Concert Live Show của anh, được vợ hỗ trợ thực hiện, lần đầu phát hành trên YouTube hồi đầu tháng 9. Dịp này, cặp nghệ sĩ nói về sự đồng hành và tình yêu trong 16 năm gắn bó. Việt Hương sinh năm 1976, nổi tiếng khi tham gia gala Cười cùng nhiều nghệ sĩ, đoạt giải nhóm hài được yêu thích từ năm 2003 đến 2005. Diễn viên đóng nhiều phim chiếu rạp như Nhà có năm nàng tiên, Quý tử bất đắc dĩ, Cưới chạy, Xóm trọ 3D, Xóm chùa. Năm 2006, Việt Hương kết hôn cùng nhạc sĩ Hoài Phương, định cư tại Mỹ. Họ có một con gái bé Eliza, 12 tuổi, Hoài Phương sinh năm 1971. Năm 1989, anh đỗ thủ khoa ngành kèn clarinet tại Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thời sinh viên, anh từng lập nhóm nhạc với Bằng Kiều nhưng khi nhóm tan rã thì sang Mỹ du học.